Chào buổi trưa tất cả mọi người, hôm nay là ngày 15 tây tháng 11 năm 2023. Đây là tin tức của Đài Mỹ, Đài CBS, Morning News, NBC News, ABC News. Mình tên Andy Nguyễn sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì đó, mình dịch cái đó ha. Chào buổi trưa tất cả nhà, chúc tất cả anh chị em buổi trưa vui vẻ và mạnh khỏe. Chào Dũng Nguyễn, Quang Hồ, Con Chương, chào anh Trần Ngọc Trần nha, Tế Nguyễn, Long Tròn, à, chào luôn nha, à, Dũng Trần, Hùng Huỳnh, Kim Nguyễn, à, Cô Hoàng, Đài Hoa Kỳ báo cho chúng ta biết tình buổi sáng ngày hôm nay. Đây là ông Tổng thống Joe Biden đã tới cái thành phố nằm ở gần nước cái bay đó là San Francisco, cộng luôn ông Tổng thống Xi đã tới chỗ này. Mục tiêu ông Joe Biden tới để mà trong cái dự cái lễ hội nghị thượng đỉnh lần này, đó là để cho hai đất nước giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ um, nói chuyện trả lời giống như trước. Ông cho bài nói mục tiêu đó là đẩy cho chúng tôi gặp mặt với nhau để nói chuyện với nhau lại giống như lúc trước, cần chuyện gì đó có thể cầm điện thoại lên nói chuyện với nhau. Vào when... năm 2022 tháng 8, lúc đó là Trung Quốc bắt đầu đổi hướng. House, lúc đó là bà Nancy À, bà đi qua giếng thăm ở bên Taiwan. February, Rồi mới đây nữa, đó là Hoa Kỳ đã bắn rớt xuống cái bong bóng tình báo của Trung Quốc. There... À, cái bong bóng này nằm về hướng sau, hướng nam của bên Carolina. lúc đó thì của Hoa Kỳ cũng nói về chuyện này nhưng mà Trung Quốc không có nói gì hết á. Những gì chúng tôi đang làm đó là làm cho giữa hai bên nó cái tình hữu nghị nó khá hơn là những gì mà đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hai bên rất là căng thẳng. Liên tiếp vừa qua, Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hai bên có cái sự căng thẳng rất là nhiều. Giống như nằm ở bờ biển South China Sea, chỗ đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đụng độ rất là nhiều lần. Và hiện tại thì cũng đang lo ngại đó là Trung Quốc có thể tấn công qua bên Taiwan. Mới vừa tháng 5 vừa qua hai chiếc máy bay của Trung Quốc có thể bị đụng chúng máy bay của Hoa Kỳ. Và vào tháng 6 thì thêm một lần nữa đó là một chiếc tàu của Trung Quốc. Lúc đó là tàu Trung Quốc chạy lũi qua ngay đầu của tàu Hoa Kỳ, chút xíu là có chuyện là đụng nhau nữa. ông này là cái người mà coi hồi về của những cái hội nghị uh, của ở bên Á Châu uh, theo của chính quyền của ông châu Biden nói lần này ông ta gặp ông tổng thống Xi thì gặp vậy thôi chứ không có gì một cái gì lớn lao mà đưa ra một kết quả gì tốt cho cả hai bên uhm, đây là đài hỏi tại sao mà lần này đó là một trong những lần mà rất là cần thiết để hai bên gặp nhau tại sao mà rất là quan trọng hiện tại trong lúc này đó ở bên trung quốc tất cả những cái gì mà quyết định quan trọng của đất nước đó là ông Tổng thống Xi là cái người đang quyết định trong lúc này. Cho nên ông Joe Biden rất cần để gặp mặt ông Xi để nói chuyện, để cho hai bên nó giảm xuống một chút xíu. Chứ ngay bây giờ hai bên nước rất là căng thẳng với nhau. Ok, đó là của đài Báo cho Biết ha. Còn đây là của đài Báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. A look at this. Đây là của đài ABC News Báo cho Biết gần 10 năm trời một cái người mà làm ở trong chính phủ đã bị bắn chết. vào buổi sáng ngày hôm nay chúng ta biết thêm chi tiết rất là giật mình. đây là bà Dan là cái bà đã bị bắt. Bà này là người má vợ của anh ta. Ngày hôm nay, bà ta bị bắt về cái tội giết người. Bà ta bị bắt ở ngay sân bay ở bên Florida. Bà ta bị bắt, đó là um, tại vì đó, bà định trốn, bà mua cái ticket, đó là bay từ bên Florida bay về Việt Nam one way đi một chiều thôi. À, bà ta bị bắt đang trên đường là lên trên cái máy bay. Bà ta đã check-in đâu ra đó rồi, rồi sau khi đó là định bước lên máy bay để bay về Việt Nam thôi. 2014, cái anh này đã bị bắn ở ngay cái nhà của ảnh. Lúc đó là ảnh có cái chuyện là hai vợ chồng có họ đang sử soạn đưa ra ly dị thì anh ta bị bắn chết. Uhm, cái cô này đó là cổ muốn đưa hai đứa con đi qua ở bên Florida gần gia đình nhưng mà anh này anh không đồng ý rồi cái gia đình của cô ta thấy vậy tự quyết định đó là bà này giết chết cái người người, người chồng của con của bà đó Uhm, theo của điều tra nói là về cái chuyện mà cái anh này bị giết đó là gia đình của anh giết đó là bên vợ của anh đã giết chết uhm, đây là anh này đó cũng dính dám tới về cái chuyện mà giết người vậy anh ta uhm, là dính dám là mướn hai cái người mà sát thủ để mà giết và tới ngày hôm nay cũng biết rõ đó là người má của ảnh cũng là cái người mà đứng ra để mà sắp xếp về cái chuyện mà giết cái người mà chồng của người em của ảnh về chuyện này À, đây là cái người FBI à, mà giả bộ là cái người mà tác thủ à, đưa giấy cho cô này nói là cái anh kia đã chết rồi bây giờ chết rồi thì bây giờ cần thêm tiền nữa chứ không thì không được Đây là chuyện xảy ra vào lúc 2016 tháng 4 lúc đó là FBI giả bộ đó đóng kịch với cổ đó à, sau khi đó thì cô ta gọi điện thoại cho con của cổ Um, cái bà đó đó bà gọi cho con trai của bà bà nói vậy nè à, tại vì đây là bà và con trai bà à, đưa ra bài kế để mà giết chết à, cái thằng à, con rể của bà đó thì bà nói với con trai của bà là à, tôi đã gặp họ họ đưa cho tôi một cái tờ giấy À, rồi uh, con trai bà nói đừng có làm cho kéo những người khác vô, à cái rồi chuyện này là dính dám tới hai đứa mình thôi. rồi cũng được biết là cái bà này khi ở trong tù bà ta nói chuyện rất là nhiều lần với con trai của bà. Và bà cũng nói là trong lúc này bà đang sắp xếp đủ chuyện hết để cho cháu của bà đâu ra đó. Và bà cũng đưa ra tính toán là bà sẽ trốn à, đi qua một cái uh, nước khác mà đừng cho người ta để ý tới. Rồi giống như giả bộ giống như mình đã bị giết chết đó mình tự tử chết. Đây là cũng nhìn biết là bà ta đã bút cái ticket, cái vé mà đi một chiều một rồi đi qua bên Việt Nam. Bài tới bên Việt Nam, nhưng mà trước khi tới Việt Nam là phải ngừng lại bên Dubai trước, rồi mới tới Việt Nam. À, khi FBI mà điều tra về chuyện này thì họ canh, họ biết rõ ràng bà này đang kiếm cách để rời khỏi đó là đánh lạc hướng của FBI cho nên họ bắt buộc phải bắt ngay lập tức để bà khỏi có chạy trốn còn đây là của đài CBS báo cho chúng ta biết tin ngầm này gần cả trăm ngàn người có mặt à, ở ngay cái buổi tình lần này nằm ở bên Washington DC có nhiều người thì họ quắn luôn cái lá cờ của Israel họ đi tới ngay National Mall vào bữa thứ ba để mà họ đứng ra biểu tình. À, theo cái cô này nói, chúng tôi muốn có mặt ở đây, đó là đứng chung với cộng đồng, Không để mà đưa ra nói về chuyện này. À, đó là biểu tình, biểu tình kêu những cái Hamas hãy thả cho những cái người mà đang bị bắt trong lúc này hy vọng đó sẽ có về cái chuyện hòa bình của trong nước. Hiện tại trong lúc này thì cũng có rất là nhiều người ủng hộ cho bên Israel và rồi, rồi cả luôn Palestine thì hiện ra nhiều ở thành phố khác nhau trên thế giới họ đứng ra họ biểu tình. Đây là cái nhóm mà ủng hộ cho Palestine. rồi họ kêu là ngừng, ngừng ngừng chiến tranh còn đây là nằm ở Hoa Kỳ thì những cái người mà đóng phim nổi tiếng của Hoa Kỳ những người mà trong ông George thì họ đứng ra biểu tình và họ kêu gọi cả luôn ông tổng thống của Israel cũng có mặt ở đây để mà đứng ra biểu tình À, ông nói à, chúng ta đứng chung với nào chúng ta có thể để giải quyết tất cả những chuyện này à, những người trong quốc hội của Hoa Kỳ có một số người là những người Do Thái thì cũng có mặt để mà đứng chung về cái biểu tình mới vừa qua có một số người là không phải người Do Thái cũng đứng chung để mà biểu tình kêu ngừng lại và thả những con tin nằm ở trong Hamas à đó là trong Gaza đó. Um, theo của trong Congress cũng có mặt ở đây nói về cái chuyện mà chiến tranh của Israel và Hamas làm cho chúng ta đứng chung lại với nhau để kêu ngừng lại về cái chuyện này. Tại ông này đó là nằm trong chủ tịch của hạ viện uh, của đảng Cộng hòa. Còn bên đây đó là đảng của bạn đảng dân chủ, họ vẫn đứng chung lại với nhau. Um, theo ông Chuck nói cho biết là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây đó là nói cho tất cả biết là chúng ta không có trốn tránh bất cứ cái chuyện gì cả đối mặt những cái gì xảy ra sắp tới. Cái biểu tình này người ta cầm lên những cái hình đó là hơn 200 người, những người mà bị bắt cóc đó là bị bắt cóc ở trong Gaza đó. Những gia đình của nạn nhân hy vọng lần này biểu tình như vậy thì ở trong Gaza nhóm Hamas họ có thể thả người. À cái anh này nói giống như gia đình chúng tôi đang sống trong cơn ác mộng, tại vì anh em của ảnh đang bị bắt ở trong Gaza đó. Yeah, this is very crazy yeah. Đó là của đài báo cho biết chút xíu nữa họ báo thêm gì đó, thì báo thêm cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài CBS báo cho biết. <laughs> uhm, theo cảnh sát nói, cái chuyện mà xảy ra trong trường học ở đây, à, đây là trong trường ở bên Las Vegas, đó, thì cái này không có thể nào tưởng tượng nó xảy ra như vậy. Đây là quay phim bằng cellophone, quay được cái cảnh mà một người bị một đống người súng lại đánh, đó là trong trường trung học. À, ít nhất là có 10 người trẻ bao xung quanh cái anh 17 tuổi này. Anh ta bị té rớt xuống đất mà họ dẫn nhào lại đánh. À, đây là dính dám tới cái chuyện mà ăn cắp cái headphone, ăn cắp cái đồ hút cần xe. À, và đây là dính dám tới cái chuyện bạn của anh ta. À, theo cảnh sát báo cho biết là cái người mà à, bị quánh đó là đồng ý với bên kia là sẽ quánh lộn ở ngoài sau cái trường. À, lúc đó thì cái anh đó ảnh uh, bỏ áo ra rồi bỏ cặp xuống sửa soạn để đánh lộn à, cái chỗ này là cái góc chỗ này cách ở ngay cái trường học high school là chỉ một con đường thôi à, cái anh đó bị đánh từ ở trên té xuống sau khi đó là nguyên một đám nó xúm là nó dậm cái anh 17 tuổi đó. Trong lúc mà bị đánh liên tục như vậy thì các anh đó đã nằm yên tại chỗ, ở súng lại dậm tới độ chết luôn. À, khi sau khi mà khi anh ta trở về trong có người nào đó khi anh ta lại trong cái trường học thì để nghe đó thì lúc đó thì thì trong trường mới gọi cho em mà lăng À, sau khi cái chuyện mà quánh lộn như vậy, sáu ngày sau, à, bị chết. Bị quấn tới chết đó, bị quấn đầu óc, bị à, có vấn đề mình mẩy, bị thương, rồi chết luôn. À, theo ông này nói cho biết, đây là một cơn ác mộng đối với những người cha mẹ như chúng tôi nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra à, không thể nào tưởng tượng được người con của mình đi học trong trường lại bị có thể bị quánh đập cho tới chết như vậy. À, người cha nói, tôi đây nắm tay con của tôi, lúc đó con đang nằm trong cấp cứu đó, nắm tay con của mình cho tới lúc con của mình chết luôn đó. Hiện tại trong lúc này, thì chính phủ ở đây nói cho biết là 8 cái người học sinh mà đánh về cái chuyện này đó đang bị bắt. Hiện tại đó là những cái người này đó là hai người là 16 tuổi hoặc trở lên còn bao nhiêu là dưới 16 tuổi. Tất cả những cái học sinh này sẽ bị trong cái tội là quánh người và chết người cho nên đều bị tội nặng hết ở trong tù đó. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày này, nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Hiện tại, trong lúc này, ông thống đốc của bên Texas, ông không đồng ý những gì mà của ông Joe Biden, ông đại đưa ra. Đó là ông tổng thống Hoa Kỳ đó. À, ông Joe Biden, ông đại đưa ra những chương trình gì, chương trình gì, thì ông không đồng ý cho lắm. Cho nên tới ngày hôm nay, thì ông nói là ngay bây giờ là ổng đưa ra cái luật mới đó. Ngay lúc này đó, ổng đưa ra cái luật mới, rồi bây giờ thì ổng mới đưa ra cái cách mà ổng xài như thế nào. À, hồi tối hôm qua của trong quốc hội nằm trong đảng cộng hòa, họ đưa ra đồng ý, đồng ý về cái chuyện của SB4 là cái luật mới của SB4 đưa ra của bên Texas. Họ đưa ra hai cái luật đó là dính dám tới những người di cư. Những người di cư vô bất hợp pháp trên Hoa Kỳ thì sẽ trở thành như thế nào? Những cái người mà di cư mà vô trong Hoa Kỳ mà bất hợp pháp thì theo cái luật lệ là những người đó bị đuổi về ra làm sao trở lại lần nữa thì sẽ bị tội gì? <laughs> Và cái luật này đưa ra nói là cho những cái người lính ở biên giới có thể bắt bắt những người di cư vô bất hợp pháp trên Hoa Kỳ. Và sẽ cho tòa xử, tòa xử sẽ đưa những cái người di cư đó đi ngược trở lại đất nước của họ. Giống như đưa trở lại bên Mỹ vậy thôi. Nếu mà những người đó mà không có chấp nhận mà bị đuổi ngược trở về, thì người đó có thể bị ở tù 20 năm trời. Hiện tại thì có một số người đang lo ngại, lo ngại đó là cái luật này của ông thống đốc bên Texas đưa ra, đó là dính dám tới cái chuyện mà kỳ thị hiện tại ngay bây giờ ông đang đưa ra và đây cũng làm cho hiện tại đang lo ngại về những cái người mà di cư đang trên đường đi tới nữa nhưng mà cũng không biết rõ là cái luật này đó khi nào là sẽ đưa tới trên cái bàn mà cho họ ký tên ký tên rồi thì nó trở thành nó như vậy à theo của một bên đó, thì đồng ý còn một bên thì nói là họ không đồng ý cái luật này của ông thống đốc texas sẽ đưa lên trên tòa kế tiếp đó